Hi, xin chào quý anh chị em đam mê nuôi dê nha. Vừa sáng nay em ra cho dê ăn thì thấy con dê con này nó ốm yếu. Đây quý vị, con dê mà em nói đây, nó nằm liệt đây, nó bị liệt rồi. Còn đây là con của nó đây. Sau khi em nó trụ được khoảng chừng 5-6 ngày thì giờ em nó đã đi. Buồn bã. Sau 5-6 ngày uống sữa thì không qua khỏi. Không biết nói sao. Còn con dê mẹ này thì không đứng lên được nha quý vị. Em dựng lên cho mọi người xem, nó không đứng được này. Dựng lên. Hai chân trước nó bị díu lại, nhưng mà nó vẫn ăn được. Chắc tình hình là con này phải nuôi như này luôn. Chứ con này em đã chích canxi rất nhiều rồi. Canxi, vitamin C, thuốc bổ ADE rồi. Nói chung chích thuốc bổ nhiều lắm, trừ thuốc bổ Catosan thôi, tại vì thuốc bổ Catosan nó có cái tác dụng là xuống sữa nên em không chích. Sáng nay em mới tẩy giun sán cho nó xong. Con này em đoán là nó bị ký sinh trùng đường máu, nó dẫn đến bệnh viêm phổi. Tại vì lúc nó mang bầu nó bị viêm phổi. Mà ban đầu em chưa có kinh nghiệm chăn nuôi nên em không dám chích gì hết. Em chỉ chích 1-2 mũi amox à. Mà thấy nó không bớt thì em để cho nó đẻ luôn. Em để vậy. Để vậy thành ra giờ nó đẻ con bị non. Mà khi con mẹ mà nó không có sức khỏe là nó lúc đấy nó dễ bệnh nhiều hơn. Một cảnh tượng đau buồn. Thôi ráng vỗ cho con này nó béo béo lại để thịt thôi quý vị. Bây giờ cái vú của nó coi như là teo lại rồi, nhưng mà nó vẫn còn cái cục đó. Tại vì cái cục nó bị viêm nặng quá quý vị. Thất bại đầu đời của em. Bài học đầu tiên trong chăn nuôi dê. Cho nên là sau này em rút kinh nghiệm là em có con dê nó bị viêm phổi nữa quý vị. Đây nè quý vị, cái con dê này, đây con dê này em đang đi tới là gần đây này, nó đây này, nó con đầu xô không có sừng đó. Bị viêm phổi mà tình trạng đời trước nó bị là em cứ chích khoảng chừng 2 mũi em thấy nó hết là em ngưng. Đợt này em chích cho nó hẳn 4 mũi luôn. 4 mũi thuốc tyrosin và thuốc bổ thuốc viêm phổi. Để mai mốt mà nó khỏi bệnh thì em đưa cái chai thuốc cho quý vị xem. Chứ giờ thì em chưa chia sẻ nhiều được. Giờ chủ yếu quay video vớ vẩn thôi. Sau khi đi làm về buổi sáng em băm mít cho nó ăn. Băm mít cho nó ăn thì lên chuồng phát hiện như vậy đây. Buồn quá quý vị ơi. Thôi em chào quý vị nha. Bây giờ em đi băm mít cho mấy con dê này nó ăn. Em tranh thủ về cơm nước.